Hello, xin chào các anh em đã đến theo kênh YouTube mình ha. Thì mình đang chuẩn bị test con gà biến nòng 76 của mình ha. Buổi chiều cũng đang chuyển mưa anh em. Thì mình test trên cái giỏ 5m2 á, của Quốc Đẩm. Thì giỏ này đã nó được mình chỉnh cái lường lên nè. Chạy nó ok rất là nhiều rồi, nó không có phóng kiểu lúc trước nữa. Không giống như kiểu mà lúc em mình test anh em coi. Giờ nó đập rất là đậm luôn. Mình chỉnh gút lường thôi chạy nó ok lắm. Với lại nó không có bị lỉa nữa nè. Nó đỡ lên hơn nhiều. Đây chỗ giỏ nó nhẹ lắm. Lúc trước thì chỗ giò nó hơi nặng, tại vì cái lường giò nó làm hơi nó mướt quá rồi nó không tạo bọt nữa nè. Cái đó cũng là một cái cách để mình xử lý cái phần lường lại cho nó phù hợp với cái yêu cầu. Thì sáng giờ mình chạy cũng được 2 quận rồi, cũng không canh chỉnh gì nhiều, chỉ chạy test thôi, không có canh chỉnh gì hết. Máy tại mình làm cũng nhiều rồi, có cái bài xong rồi cứ theo đó mà làm thôi, để ok thôi. Này, test chẳng qua là công đoạn cuối để mình thử nghiệm thôi chứ gì. Chốt lại thôi. Thì giờ này mặt trời cũng đang còn nè, đang hơi chá, ngược chiều hơi chá mắt nè. Vì mình chạy ở ngoài cái sông của mình, sẵn đi cái chuyến mình đi lấy đồ làm sửa cái máy xả phân cho mình luôn. Rồi mình bắt đầu nha nè. Mình coi camera nó chính xác cái vị trí mà anh em coi được hết chưa. Ok ha. Rồi camera bị mờ không? Rồi, được rồi. Rồi, ok ha. Rồi, bắt đầu nha anh em. Mình xăng nãy mình chạy mấy quận nó cũng giật xăng. Chuyển mưa nha nè. Chở nghe mình chỉnh như 3 vòng 2.5 vòng thì mình quên. Sao anh chỉnh mấy vòng mình quên, không biết chính xác mà. Chỉnh 1-2 quận nó mới ok được. Cứng nè, này chỉnh dễ mà nè, nó hơi rít cứng. Rồi
để mình nhá lại xíu rồi. Nửa vòng á, còn tư vòng nữa, đừng vòng nửa vòng. Tư dòng nha anh em, nghe cái mức hồi nãy mình thấy nó không nhảy đó. Bây giờ rửa cái nắng anh em thấy rõ không đi? Tới cái chỗ mình ghé đây cái nè, lên mua đồ trong anh mình cái, có mở cửa không ta?
có cả. Rồi. Tạm kết thúc clip tại đây các anh em.